Đại gia Nguyễn Cao Chí bị bắt vì chiếm 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan. Ông Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn, Đại Ninh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cung cấp tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, diễn ra chiều 5 tháng 8. Báo chí đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an liên quan tới việc ông Nguyễn Cao Chí, thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn, Đại Ninh xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết ngày 15 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Chí. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Chí hơn 40 triệu đô la để mua bán dự án kinh doanh. Nhưng khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Chí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho Chí. Nguyễn Cao Chí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ Lan chuyển 40 triệu đô la với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Theo lời người phát ngôn Bộ Công an, ông Sô cho biết tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Chí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của Chí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án. Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt. Trung tướng Tô Ân Sô nói, ông Nguyễn Cao Chí là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn, Đại Ninh, cũng từng thành viên hội đồng quản trị Sài Gòn Bank nhiệm kỳ 2019 đến 2024 và là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống, F&B, sở hữu chuỗi nhà hàng Capel La Đình Đám và loạt bất động sản khủng. Từ ngày 19 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank công bố ông Nguyễn Cao Chí không còn là thành viên hội đồng quản trị Sài Gòn Bank. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đề nghị ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Chí. Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Chí có liên quan đến vụ án đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an điều tra. Vụ án này đã được Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an khởi tố vào tháng 10 năm 2022, bổ sung quyết định khởi tố vụ án vào tháng 1.